năm nè. Anh nhìn xem ai kìa. Nhìn cái gì mà nhìn? Anh ngoài em ra có ai đâu mà em cứ phải thử lòng anh nữa. Em bảo anh nhìn, anh cứ nhìn đi xem nào. Anh sao thế? Người cũ không nhận ra à? Hóa ra là người yêu cũ. Đã cắt đứt không muốn gặp rồi lại còn. Mà cũng phải công nhận con này dạo này khác thật đấy. Chả giống ngày xưa tí nào. Khác thì đã làm sao? Nó bằng được chúng mình à? Này, hay là bọn mình ra hỏi thăm nó chút đi. Thôi, dù gì bọn anh cũng chia tay rồi. Gặp lại nhau cũng khó xử lắm. Có cái gì đâu mà phải khó xử. Hay là vẫn còn tình cảm với nó đấy. Em chỉ có liên thiên, làm gì có chuyện đấy. Hello Quỳnh. Sao thế? Gặp lại bọn này có ngạc nhiên không? Một chút. Hai người tìm tôi có việc gì? Bọn tao thì làm gì biết mày ở cái xó xỉnh nào mà bọn tao tìm. Chẳng qua là gặp nhau thì tiện qua chào hỏi tí thôi. Tôi với hai người thân thiết lắm à? Này, mày đang nghĩ mày là ai đấy? Mày có tư cách gì để mà thân thiết với bọn tao? Vậy cũng lạ nhỉ. Không thân không thích. Vậy mày đến chào hỏi tao làm gì? Muốn gây chuyện à? Đấy, anh nghe nó nói gì chưa? Em nói hơi quá đáng rồi đấy. Quá đáng? Ngày trước hai người lén lút lăng nhăng sau lưng tôi, tôi đã không tính toán thì thôi. Bây giờ hai người còn đến đây để kiếm chuyện. Hai người còn liêm sỉ không đấy? Mày oán trách cái gì nào? Nếu như mà con muốn trách ấy thì tự trách bản thân mày ngu thôi. Tao biết tao ngu mà. Chính vì tao ngu nên bao nhiêu năm qua tao mới không tìm bọn mày để tính sổ đấy. Quỳnh ơi, mày giỏi tưởng tượng quá. Mày định tìm bọn tao để tính sổ á? Mày nói đủ chưa? Nếu đủ rồi thì tránh qua một bên, tao còn nhiều việc. Ê, từ từ đã xem nào. Vừa mới gặp nhau mà, làm gì mà phải vội như thế? Bây giờ mày nói tao nghe xem nào. Mày đang làm cái gì và ở đâu? Cái đấy không phải việc của mày. Anh muốn gì? Vội gì? Chẳng phải em đang định tính sổ với anh hay sao? Tôi đang rất bận. Tôi không có thời gian nói nhảm với anh đâu. Nhìn qua là biết em đang làm nhân viên cho công ty nào đó rồi. Bận bịu cái gì? Tránh ra đi. Tôi nhịn hai người đủ rồi đấy. Mày có biết tao với anh Nam là ai không? Mà mày dám to tiếng như thế hả? Chuyện của chúng ta qua lâu rồi. Hơn nữa, năm đó là hai người có lỗi với tôi. Tại sao bây giờ vẫn tìm tôi gây chuyện ngang ngược như thế? Chẳng qua là muốn chào hỏi em đàng hoàng tử tế thôi. Tại em cứ trốn đấy chứ. Mà không phải ai ở cái thành phố này cũng được vợ chồng tao quan tâm như thế đâu. Mày phải nên lấy đó làm vinh dự mới phải ấy. Đúng là trơ trẽn. Con này, mày vừa nói cái gì á? Tao nói là bọn mày sống liêm sỉ một tí đi. Mày nghe rõ chưa? Ôi dồi ôi, chói tai quá. Mồm mày cứ như kiểu cái loa phóng thanh ấy. Không khác gì mấy cái bà bán cá ngoài chợ cả. Anh bị làm sao đấy? Định giở trò gì đấy à? Em còn chưa nói cho bọn anh biết em làm gì, ở đâu. Vội gì chứ? Này, để cho cô ấy yên đi. Mày là thằng nào? Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Nhưng mà tôi thấy hai người quá đáng quá rồi đấy. Một thằng công nhân quèn mà cũng đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Xã hội này bây giờ có vẻ loạn hết rồi anh nhở? Nhiều khi nghèo quá nó cũng nảy sinh ảo giác hay sao ấy. Hai người nói đủ chưa? Tao phải hỏi mày mới đúng ấy. Mày ngứa đòn à? Xưa nay tôi rất ghét bạo lực. Nhưng mà không có nghĩa là tôi sợ người khác đe dọa đâu. Mày định làm gì? Mày có biết tao là ai không? Tôi không quan tâm. Nhưng mà tôi rất ghét bị người khác hăm dọa. Này ông anh, nên biết thân biết phận một chút đi. Không phải việc liên quan đến mình thì đừng có tự gây rắc rối vào người. Cảm ơn cô. Tôi tự biết tôi đang làm gì. Thôi, mấy thằng ôn lao động tay chân này, ăn thùng uống vại, khỏe lắm. Đánh nhau với nó thiệt thân ấy. Đi đi đi. Cảm ơn anh nhé. Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mà cô không sao chứ? Tôi không sao. Mà anh rảnh không? Tôi mời anh ly cà phê, coi như lời cảm ơn. À, thôi, tôi lại đang phải vào làm rồi. Vậy anh có thể cho tôi số điện thoại của anh được không? Nếu mà rảnh thì tôi mời anh uống nước. Thôi, tôi đã bảo không cần rồi mà. Mà thôi, tôi vào làm đấy. Chào cô. Cảm ơn anh. Đúng là người tốt, thường khó làm quen mà. Thank you.
Mời vào. Chủ tịch, chị cho gọi em ạ. Cô ngồi đi. Dạ. Dự án khu đô thị phía đông thành phố, bên nhà thầu mới, họ thi công thế nào rồi? Dạ, hôm qua em có gọi cho kỹ thuật trưởng dưới đó, nghe qua anh ta nói thì tương đối tốt ạ. Tương đối? Liệu có khi nào phải dừng lại để tìm nhà thầu khác không? À, em nghĩ là không đến mức phải làm như vậy đâu ạ. Lần trước chẳng qua là nội bộ công ty thi công có vấn đề, cho nên chúng ta mới phải chấm dứt hợp đồng thôi. Quá tam ba bận, tôi cũng hy vọng không phải tìm nhà thầu mới. Cô đốc thúc đội kỹ thuật dưới đó hộ tôi. Vâng ạ. Mà công ty thi công lần này là công ty nào vậy? Dạ là công ty PJ ạ. PJ? Hình như chúng ta chưa hợp tác với họ lần nào, đúng không? À, lần trước ký hợp đồng, chủ tịch bận đi công tác nên không gặp được giám đốc bên họ. Chị có cần em hẹn anh ta đến đây không ạ? Không cần đâu. Tôi sẽ thu xếp thời gian xuống công trình xem thế nào, rồi nói chuyện với họ luôn. Vâng, em hiểu rồi ạ. Cô về làm việc đi, gửi luôn thông tin của công ty BJ cho tôi nhé. Dạ vâng, em xin phép. Anh ừ. Nhìn kìa. Mấy thằng thợ xây có cái gì hay ho mà nhìn. Anh bảo anh nhìn thì anh cứ nhìn đi nhá. Sao lại là thằng này nhỉ? Đúng là xa tận chân trời nhưng mà gần ngay trước mắt. Cơ hội trả thù của anh đến rồi đấy. Thằng kia, sao hai người lại ở đây? Mày làm đây lâu chưa? Có chuyện gì không? Làm ở đây lâu rồi. Thế mà không biết ông chủ của mình là ai à? Cứ thế bảo sao á, mà ai cũng chỉ là một thằng phụ hồ thôi. Này, cô quá lời rồi đấy. Tôi làm thợ xây ý, tôi chỉ cần biết thợ cả của tôi là đủ rồi. Mày nói hay lắm. Vậy thì từ giờ tao chính thức đuổi việc mày. Tôi làm gì mà cậu đuổi việc tôi? Tại vì nhìn mày ngứa mắt, mày thích lo chuyện bao đồng nên tao thích đuổi mày, được chưa? Cho dù là như vậy, cậu cũng không có quyền đuổi tôi. Tôi đi theo thợ cả từ quê lên đây, chỉ có anh ta mới có quyền đuổi tôi thôi. Thế mày biết ai trả tiền cho thằng thợ cả của mày không? Mày nghĩ tao nói nó không nghe à? Hai người đúng là ngang ngược vô lý. Thế thì tao lại phải nói cho mày biết rồi. Anh Nam, anh ấy là giám đốc công ty đang thi công công trình ở đây. Theo mày thì anh ấy có quyền ngang ngược vô lý không? Thằng rảnh kìa. Mày thái độ cái gì đấy? Thôi anh, chấp với bọn nó làm cái gì. Anh xem nó làm mà tổ ông nào, bảo ông ấy tống cổ đi là được. Em nói cũng có lý đấy. Thôi đi vào xem đám thợ thi công thế nào đi. Chủ tịch tập đoàn ABA cũng tương đối khó tính đấy. Trời sinh ra một cặp ngang ngược vô lý. Rõ ràng là làm sai, lại còn đuổi việc mình. Chẳng hiểu công lý ở đâu nữa. Anh gì ơi? Là cô à? Tình cờ thật đấy. Cô khỏe chứ? Cảm ơn anh, tôi tìm mãi mới thấy anh đấy. Tìm tôi á? Cô ngồi đi. Sao lại tìm tôi? Thì tôi cũng nói rồi mà, tôi muốn tìm anh để cảm ơn anh. Mà tôi còn chưa biết tên anh nữa. Chuyện nhỏ ấy mà, có gì đâu, ơn huệ cái gì. Tôi là Dương. Dương à? Tên anh cũng đẹp nhỉ. Còn tôi là Quỳnh. Chào cô Quỳnh. Mà cô đi đâu mà ăn mặc lạ thế này? À, tôi xuống công trình để thị sát. Thị sát á? Vâng. Nói vậy chắc cô làm to lắm nhỉ? Cũng bình thường thôi. Mà sao hôm nay anh lại ngồi đây? Anh không phải đi làm à? Tôi vừa mới bị đuổi việc xong, đang thất nghiệp đây. Tại sao thế? Chẳng phải bây giờ kiếm thợ khó lắm à? Người tốt như anh, tại sao họ lại đuổi? Cô còn nhớ hai người hôm trước mà gây chuyện với cô không? Thật không thể ngờ anh ta lại là giám đốc công ty tôi làm. Vậy à? Thế thì trùng hợp quá rồi. Phải nói là đen đủi mới đúng.
Dù gì chuyện này cũng do tôi mà ra. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ tìm việc mới cho anh làm. Vậy thì cảm ơn cô nhé. Mà cô đi thị sát chỗ nào vậy? Tôi thị sát khu mà công ty PJ đang thi công đấy. Cái gì á? Công ty PJ á? Anh đừng nói là anh làm cho công ty đấy nhá. Cô thấy thế nào? Một vài lỗi nhỏ thôi, nhưng khắc phục được. Dù sao cũng đổi công ty thi công một lần rồi, tôi không muốn đổi thêm lần nữa. Chắc hai người kia là người quen cũ của cô à? Một người là bạn cũ, một người là người yêu cũ. À, tôi hiểu rồi. Thế chẳng lẽ cô bỏ qua cho họ dễ dàng như thế à? Dù gì cô cũng là chủ tịch tập đoàn ABA cơ mà. Tôi không muốn để tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Thảo nào tập đoàn của cô lại lớn mạnh như vậy. Xem ra cái gì cũng có nguyên nhân cả nhỉ. Cái quái gì thế này? Hai đứa chúng mày dắt díu nhau vào đây làm gì đấy? Này, cô ăn nói cho cẩn thận. Cẩn thận cái đầu mày à? Tao nhớ lão Phú đuổi việc mày rồi cơ mà. Tại sao mày vẫn còn ở đây? Mày vào ăn trộm đồ à? Cậu ăn nói cho tử tế. Đừng nghĩ mình là giám đốc thì có quyền đổ oan cho người khác nhá. Còn mày nữa, mày đến đây làm cái gì? Hay là thất nghiệp không có việc gì làm đến xin làm vụ hồ à? Hai người đừng xem thường người khác quá đáng. Dù gì hai người cũng đứng đầu một công ty lớn đấy. Em cũng biết nhiều đấy. Anh đang là giám đốc công ty PJ, công ty trực tiếp thi công công trình ở đây. Nếu em thất nghiệp, thành tâm thành ý đến xin anh, có thể anh sẽ cân nhắc đấy. Nhưng với một điều kiện, tránh xa thằng ôn kia ra. Tại sao anh lại có ác cảm với anh Dương như thế? Tại vì anh nhìn nó ngứa mắt, được chưa? Đem tình cảm áp đặt lên công việc, tính cách ngông cuồng ngạo mạn, mở miệng ra là xem thường người khác. Bảo sao những thợ giỏi ở đây đều lần lượt nghỉ việc như thế? Con kia, mày đang nói liên thiên cái gì đấy? Ngọc, năm xưa tao coi mày như người nhà, giúp đỡ mày không ít lần. Thế nhưng sau đấy thì sao? Mày quay ra cướp người yêu của tao, còn ngang nhiên trở mặt với tao. Mày nghĩ mày đủ tư cách lên tiếng ở đây à? Anh Nam, anh nghe thấy nó nói gì chưa? Năm xưa là do cô ngu đần, chậm chạp. Tôi ở bên cạnh cô không thấy có tương lai, nên tôi mới bỏ cô đấy. Thời gian đã chứng minh tôi làm đúng, nên cô đừng có nhắc lại làm cái gì nữa. Anh cũng đừng tự tin quá. Vốn dĩ tôi không muốn nhắc đến chuyện đấy đâu. Nhưng chẳng phải hai người vẫn 5 lần 7 lượt tìm tôi để kiếm chuyện à? Mày bớt cái mồm của mày vào. Cách tốt nhất bây giờ ấy là lượn ra khỏi tầm mắt của tao. Đừng để tao phải lấy chổi quét mày đi nhá. Còn cả mày nữa, cút nốt đi, ngứa mặt. Thằng kia mày thái độ cái gì đấy? Mày có tin tao gọi đám công nhân đang ngủ trong nhà ra đập cho mày một trận không? Đủ rồi. Tôi thật sự muốn bỏ qua cho hai người, nhưng mà hai người càng ngày càng quá đáng rồi đấy. Không nhịn thì mày định làm gì tao? Làm gì à? Từ bây giờ trở đi, công ty của anh không cần thi công ở đây nữa. Tôi sẽ chọn công ty khác. Em nói linh tinh cái gì đấy? Em là ai mà phán một câu xanh dần như vậy? Chủ tịch tập đoàn ABA à? Đúng vậy. Cô ấy là chủ tịch tập đoàn ABA. Hôm nay xuống đây thị sát cái công trình này đấy. Này cái thằng kia, thế đầu óc của mày cũng có vấn đề giống như nó à? Mày có biết mày đang nói gì không? Tôi rất rõ, cô không cần phải nhắc. Vô lý. Chủ tịch tập đoàn ABA sao có thể là cô được chứ? Chúng mày định lừa tao à? Tôi không rảnh. Vốn dĩ lỗi kỹ thuật thi công và một số lỗi vặt vãnh khác về vấn đề công nhân tôi có thể bỏ qua cho hai người. Nhưng nhân cách của hai người quá tệ, hai người không xứng đáng làm đối tác của ABA đâu. Anh Nam, sao con này nó nói cứ như thật đấy nhở? Quỳnh, chẳng lẽ em là chủ tịch tập đoàn ABA thật à? Hai người có quyền không tin, và tôi cũng không có nhu cầu phải chứng minh hay giải thích với hai người. Chỉ cần biết, một lát nữa thư ký Nhiên bên tôi sẽ đến làm việc về mặt pháp lý với hai người. Thư ký Nhiên, thế này thì đúng là thật rồi. Quỳnh, à không, chủ tịch Quỳnh, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện lại có được không? Những gì cần nói tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Công ty của anh ngừng thi công đi. Những tổ thợ nào không muốn rời đi, tôi sẽ nhờ anh Dương nói chuyện để công ty thi công mới nhận họ. Thế nhá. Khoan đã, dù gì chúng ta cũng từng có thời gian tốt đẹp bên nhau. Em chấm trước cho anh một lần có được không? Anh Nam,
Anh vì gì phải sợ? Hợp đồng đang làm cho ký rồi, đâu phải muốn hủy là hủy được đâu. Cô câm mồm, khi nào tôi cho cô nói, cô mới được nói. Chủ tịch Quỳnh, cô ta đúng là không biết điều. Tôi sẽ ly dị cô ta. Mong chủ tịch cho tôi một cơ hội. Chuyện gia đình nhà anh không liên quan gì đến tôi cả. Và tôi cũng không muốn phí thời gian vào những việc đấy. Ta đi thôi. Anh vừa nói cái gì cơ? Anh muốn ly hôn với tôi á? Tất cả chẳng phải tại cô à? Cô có biết tập đoàn ABA lớn như thế nào không mà mở mồm ra nói như thế? Đúng là cái loại không có não. Anh Nam, em biết là em sai rồi, em xin lỗi. Cút, cút đi cho khuất mắt tôi. Anh Nam. Cô không sao? Tôi không sao. Yến, đúng là em rồi. Anh Dương, em có biết suốt bao nhiêu năm qua anh tìm em vất vả như thế nào không? Tại sao ngày xưa chúng ta đang hạnh phúc bên nhau, em lại rời bỏ anh, rồi cắt đứt liên lạc với anh nữa? Em nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Dạo này em thế nào? Cuộc sống ổn không? Kìa em, em nói gì đi, tại sao lại như vậy? Em vẫn ổn, cảm ơn anh. Em xin phép đi trước đây. Khoan đã, em lên công ty đúng không? Anh sẽ đưa em đi, rồi khi nào em tan làm anh sẽ đón em về, rồi chúng mình cùng nhau đi ăn. Bởi vì em có chồng rồi. Trước đây tình cảm giữa em với anh chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Anh hãy quên em đi và đừng làm phiền em nữa. Mà Nhiên này, nếu như sau này em có gặp bất cứ khó khăn gì thì cứ nói với anh nhé, anh nhất định sẽ giúp em. Cảm ơn anh. Thôi, em xin phép đi trước đây. Mang hồ sơ đến cho anh này. Lề mà lề mề. Có mỗi cái việc mang hồ sơ của tôi để quên ở nhà đến cho tôi thôi, mà cô giờ này mới vác mặt đấy là thế nào? Suốt ngày chỉ biết ở nhà ăn bám tiêu tiền của chồng thôi. Nuôi cô, thả tôi nuôi con thú cưng còn hơn đấy. Đây là công ty, anh nói tôn trọng em chút đi. Dù sao đi nữa thì em cũng là trưởng phòng kinh doanh, em cũng kiếm về cho công ty rất nhiều hợp đồng lớn. Sao anh lại nói là em ăn bám anh? Nãy tắc đường, em phải gửi xe rồi đi bộ đến đây để đưa hồ sơ cho anh đấy. Cô thích cãi không? Thích lý do không? Cô nên nhớ, tôi vẫn luôn là cấp trên của cô. Tôi đuổi việc cô lúc nào thì cô phải cút lúc đấy. Đừng có ở đây lên mặt dạy đời thằng này. Tôi nói cho cô biết, ngày hôm nay công ty phải tiếp một đối tác rất quan trọng. Không ký được hợp đồng lần này, tôi chết, cô cũng chết theo. Hợp đồng lần này là cứu tinh của cả công ty. Lo mà pha nước tiếp khách cho nó đàng hoàng vào. Nhanh lên! Để em bảo thư ký đi chuẩn bị. Này, chồng cô bảo thế nào cô làm y như thế đi. Tại sao cô cứ làm trái ý tôi khiến tôi bực mình là thế nào? Dạ, anh đến rồi ạ. Em mời anh vào ạ. Không cần vội đâu. Sao anh lại ở đây? Em quen chủ tịch Dương à? À không, em nhận nhầm người thôi. Em mời anh ngồi ạ. Hai anh đợi một lát em đi pha nước. Chủ tịch, chủ tịch, anh Dương. À, dạ thưa chủ tịch, cô ấy là vợ em ạ. Không biết cô ấy có làm gì có lỗi với anh không ạ? Cô ấy là vợ cậu á? Dạ vâng ạ. À không, tôi cảm thấy hơi áy náy một chút, vì khi nãy tôi không may va phải cô ấy, khiến cho cô ấy đi làm muộn. Dạ vâng, thế em hiểu rồi ạ. Em thực ra ngoài miệng nói thế thôi chứ trong lòng cũng chẳng nghĩ gì đâu. Em thương vợ em còn chả hết cơ mà. Dạ thôi, em mời anh sang phòng bên kia cùng bàn về hợp đồng ạ. Được rồi. Dạ, em mời anh xem. Chỗ này em định xây dựng khu vui chơi, còn bên này em sẽ xây dựng công viên Hòa Bình.
có bể bơi khoảng 500 m². Được rồi, để tôi cân nhắc rồi báo lại anh sau. Dạ vâng, em cảm ơn chủ tịch ạ. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Vào đi. Có gì mà vui vẻ thế anh yêu? Em bé bé cái bụng gì, nói to thế con vợ anh nó biết thì chết. Giời ơi, sợ cái gì? Mà anh có chuyện gì vui đấy, kể em nghe với. Anh nói cho em biết, lão Dương chủ tịch bên ABA hôm nay cứ như bị ngớ ngẩn ấy. Bình thường nổi tiếng là khó tính, hỏi nhiều, chẳng bao giờ nghe hết dự án của ai. Thế mà hôm nay nghe mình trình bày hết, rồi lại còn gật đầu lia lịa, nói là về nhà suy nghĩ. Kiểu này đến 70% là đồng ý rồi còn gì nữa. Chúc mừng anh yêu nhá. Mà nhân đây em cũng có một tin cực kỳ hot, anh có muốn nghe không? Tin gì vậy? Người vợ xinh đẹp hiền lành của anh ấy, cô ta chỉ đang giả nai với anh thôi. Sáng nay em vừa gặp cô ta cầm tay chủ tịch Dương ở dưới sảnh kia kìa. Có khi anh bị cắm cho cái sừng trên đầu rồi đấy. Anh xem lại cô vợ hiền lành của anh đi. Cái gì? Em nói thật chứ? Ô, sao em lại phải lừa anh nhở? Được lắm, về cô chết với tôi. Chúng ta chia tay rồi. Em mong là sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Chồng em hay ghen lắm, em không muốn có sự hiểu lầm nào ở đây cả. Cho dù chúng ta chia tay nhưng vẫn có thể làm bạn mà. Sau này em gặp khó khăn gì thì cứ liên hệ với anh. Dù với tư cách là anh trai hay là bạn của em thì chắc chắn anh sẽ giúp em. Đây là danh thiếp của anh, em cầm lấy. Công khai nắm tay nắm chân giữa ban ngày ban mặt, thì ra là người yêu cũ à? Anh Nam, anh cũng bị cắm cho cái sừng này khá lâu rồi đấy. Cũng được lắm. Ok, anh Nam. Con khốn lăng loạn, ngày xưa gia đình mày khó khăn, tao đã trả nợ cứu giúp gia đình mày. Vậy mà ngày hôm nay, mày dám công khai ngoại tình trước công ty tao à? Anh Nam nói linh tinh cái gì đấy? Thằng Dương chủ tịch tập đoàn ABA là người yêu cũ của mày đúng không? Đừng có chối, chính mắt tao nhìn thấy chúng mày nắm tay nắm chân, tình tứ trước cửa công ty rồi đấy. Anh Nam, anh bình tĩnh nghe em giải thích đã, mọi việc không như anh nghĩ đâu. Em với anh Dương đúng là người yêu cũ của nhau thật, nhưng mà bây giờ bọn em không còn gì cả, đó là chuyện quá khứ rồi. Em không muốn nói với anh bởi vì anh hay ghen nên là... Tao không ghen, tao không hề ghen. Anh làm gì đấy? Mẹ ghê thật đấy, còn cầm cả danh thiếp của nó để dễ dàng liên lạc với nhau đúng không? Chúng mày gọi điện hẹn hò nhau à? Định cắm sừng tao à? Định biến tao thành tuần lộc à? Anh ơi, em với anh Dương thực sự không có gì cả, anh tin em đi ạ. Ngày xưa tao phải bỏ một đống tiền ra giúp bố mẹ mày trả nợ, rồi cưới một loại phụ nữ lăng loàn như mày về làm vợ. Đúng là nuôi ong tay áo mà. Nhưng mà em cũng đã làm việc cho anh bao nhiêu năm nay để trả nợ rồi còn gì. Chưa đủ, mày phải trả tiền, mày phải trả ơn cho tao nữa. Phải giúp tao ký được hợp đồng với thằng Dương để nó cung cấp tiền xây dựng dự án cho tao. Nếu không, tao sẽ cho bố mẹ mày đi tù vì tội không trả được nợ. Giấy tờ tao vẫn giữ nguyên, không thiếu một thứ gì đâu. Đồ lừa đảo. Anh bảo là nếu như tôi cưới anh thì anh sẽ không truy cứu việc bố mẹ tôi nợ tiền anh nữa cơ mà. Nếu tôi không nói thế, em có chịu cưới tôi không? Hay em lại yêu rồi cưới thằng người yêu cũ vừa rồi? Ngày xưa em xinh xắn ngoan hiền, con nhà gia giáo, lại chưa có người yêu. Nhưng mà bất ngờ thật đấy,
Mày có người yêu mà mày giấu à? Hả? Đã ngoại tình rồi thì nợ vẫn hoàn nợ. Mày phải giúp tao ký được hợp đồng với thằng Dương thì tao tha cho. Nhớ đấy. Dạ mời anh ạ. Rồi, xong. Gửi anh. Em cảm ơn anh. Công ty em nhất định sẽ cố gắng hoàn thành tốt dự án này. Hợp tác vui vẻ. Dạ vâng, hợp tác vui vẻ ạ. Cảm ơn anh. Bây giờ vợ chồng em xin phép ạ. Tôi tin tưởng ở anh. Hai người về cẩn thận nhé. Đi em. Em xin phép ạ. Anh Nam. Sao? Hợp đồng cũng ký xong rồi. Anh trả giấy nợ của bố mẹ tôi cho tôi đi. Anh không thích đấy. Trả cho em để em đi ngủ với thằng Dương à? Anh ngu gì? Anh đừng có quá đáng nhá. Chẳng phải anh nói với tôi, sau khi ký được hợp đồng, anh sẽ trả giấy nợ của bố mẹ tôi cho tôi mà. Vợ yêu ơi, lời nói gió bay. Thời buổi nào rồi, em có tin vào dăm ba cái lời hứa. Anh không trả. Không được. Anh nhất định phải trả cho tôi. Không, tôi không để anh đi đâu. Mà có tin tao vả mày vỡ mồm không? Này hả? Anh định làm gì đấy? Thằng mèo mả gà đồng này, giữa ban ngày ban mặt chúng mày còn dám bênh nhau à? Mày có tin tao gọi người đánh cả nhà mày không? Hợp đồng thì ký xong rồi, tao đếch sợ mày nữa. Nếu mày hủy hợp đồng, mày sẽ phải bồi thường gấp 5 lần tiền. Ngoan ngoãn mà cung cấp tiền cho tao xây dựng dự án đi. Anh còn non và xanh lắm. Tôi làm ăn ở trên thương trường biết bao nhiêu năm nay, loại người nào tôi cũng từng gặp phải. Với cái trò mèo của anh không qua mắt được tôi đâu. Hợp đồng mà tôi vừa ký, nó không có giá trị pháp lý. Mày dám lừa tao à? Trước kia ấy chỉ là giả thôi. Tôi không dùng nó vào bất cứ giấy tờ pháp lý nào cả. Tôi làm như vậy chỉ để cho Nhiên thấy bộ mặt xấu xa, qua cầu rút ván của anh thôi. Thôi chưa rồi. Anh Dương, em mong anh suy nghĩ lại ạ. Có phải... À, anh muốn vợ em đúng không ạ? Em sẽ dâng vợ của em cho anh. Anh muốn làm gì cũng được. Chỉ cần anh cứu giúp công ty em, cứu giúp cái sự nghiệp em gây dựng cả đời thôi anh Dương. Anh là loại người gì đây? Tôi là vợ của anh cơ mà. Anh nói như thế khác nào là muốn bán vợ đâu. Bán được là còn mày đấy. Nếu không thì mày cũng chả có cái giá trị gì đâu. Anh không được phép xúc phạm cô ấy. Thứ không có giá trị ở trong tay anh nhưng sẽ là kim cương trong mắt người khác. Còn nếu anh cảm thấy không yêu thương người ta được nữa thì giải thoát cho người ta đi. Giải thoát cho nó để mày ngủ với nó à? Tao không ngu. Tao phải giữ lại nó để tống tiền mày. Mày muốn có nó thì phải theo tao. Anh bây giờ không còn gì nữa đâu. Toàn bộ số cổ phần của công ty anh tôi đã mua cả rồi. Nếu như anh biết điều, ngoan ngoãn giải thoát cho cô ấy trong êm đẹp thì tôi sẽ xem xét cho anh một công việc ở công ty tôi. Còn nếu không ấy, không những anh mất hết mà tôi sẽ tống anh vào tù về tội lừa đảo người khác đấy. Nhiên, anh xin lỗi em. Là do anh áp lực công việc quá nên mới hay đánh chửi em. Bây giờ anh hối hận rồi. Ở đây, em đánh anh đi. Em đánh anh đi. Xong mình quay lại từ đầu em nhá. Anh yêu em thật lòng mà. Em còn nhớ ngày xưa lúc gia đình em khó khăn, chính anh là người đã giúp gia đình em mà. Đừng bỏ anh mà theo hắn ta nhá. Chính anh là người đã lừa đảo bố cô ấy, mua cổ phiếu giả để gia đình cô ấy phá sản, buộc cô ấy phải gả cho anh. Âm mưu của anh thâm độc thật đấy. Tất cả những chuyện anh làm trước đây tôi đã điều tra rõ rồi. Mày... sao mày biết? Cái gì cơ? Chỉ vì muốn có được tôi mà anh nhẫn tâm hãm hại cả gia đình tôi á? Tôi đúng là con ngu mới để anh lừa mà. Lại còn nhẫn nhịn chịu được anh đánh đập hành hạ suốt bao nhiêu năm nữa. Tôi nói cho anh biết, việc anh qua lại với thư ký của anh tôi cũng biết hết. Nhưng mà tôi giả vờ như không biết gì cả. Bởi vì tôi nghĩ anh là ân nhân cứu mạng của cả gia đình tôi. Sao anh ác thế? Kìa Nhiên, em phải nghe anh giải thích đã.
đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Nếu như anh không ly hôn thì tôi cũng sẽ đơn phương ra tòa. Kiển Nhiên, đừng làm phiền cô ấy nữa. Nếu như tôi còn thấy anh xuất hiện trước mặt cô ấy một lần nào nữa, tôi sẽ cho anh biết mùi vị cơm tù như thế nào đấy. Anh bỏ tôi ra, anh đang làm tôi đau đấy nhá. Này, có bỏ không tôi hết em bây giờ nhá. Cô trả tiền đi, rồi tôi buông. Cút đâu, bố là ta. Cả làng nữa có người chăm sóc tao này. Bố là ta. Tốt xấu gì thì cô cũng nên trả tiền đi chứ. Đây là tiền của shop chứ không phải tiền của tôi. Tôi bùng, tôi không muốn trả tiền đấy. Anh làm gì được tôi? Làm người thì phải biết tiền nong rõ ràng. Cô đặt đồ của người ta mà cô lại không chịu trả tiền. Được, cô không trả tiền cũng được. Vậy thì đưa gói hàng đây, tôi hoàn về shop. Anh làm gì mà quá đáng đấy hả? Dù gì cũng chỉ là một đơn hàng thôi, giá trị có cao được cứ nhặng hết cả lên. Không cao với cô, nhưng là tài sản của người ta đó Ngọc. Tôi còn rất nhiều hàng phải giao, cô làm ơn xử lý nhanh giúp tôi. Anh kia bo buồn gì nó vừa thôi. Dù sao tôi với anh cũng từng là người yêu cũ, sao mà anh cứ thích bắt nạt tôi thế? Mà nếu như anh cảm thấy thương xót cho shop ấy, anh tự bỏ tiền túi ra mà giả đi, coi như đó là phí yêu đương trước kia tôi và anh yêu nhau, tôi lấy rẻ đấy. Cô nói thế mà nghe được à? Chuyện của tôi và cô đã qua rất lâu rồi, và nó không liên quan gì đến chuyện tiền bạc cả. Hơn nữa, tiền nong thì phải sòng phẳng. Cái đơn này giá trị đến tận 4 triệu, cô không có tiền, tại sao lại còn mua? Ồ, thế mua hay không đấy là quyền của tôi mà. Anh có cái quyền gì mà cấm cản tôi mua, hay thật đấy. Quan trọng là bây giờ cô đòi bùng hàng, nhưng cô không chịu trả hàng cho tôi để tôi hoàn về shop. Tại sao cô ngang ngược thế? Tôi đã nói rồi, không trả là không trả. Anh đi về đi. Cô làm thế mà được à? Chừng nào cô chưa trả cho tôi sẽ không để cho cô đi. Này, anh xúc phạm tôi hơi lâu rồi đấy nhá. Tôi nói cho anh biết, tôi không trả hàng. Anh thích ngang đúng không? Được, để tôi gọi người yêu tôi đến đây xem anh to còi đến bao giờ. Cô đừng có trẻ con mãi như thế. Con này không cần biết. Anh thích ở đó gì, cứ ở đó cho tôi. Tôi nói được tôi làm được mà. Đó, thằng nào bắt nạt em? Là cái thằng shipper này. Con tưởng thằng nào ấy, hóa ra người yêu cũ em à? Người yêu cũ cái gì? Chỉ là một thằng shipper thôi mà. Em thật hối hận vì ngày xưa đã yêu anh ta đấy. Sao đấy người anh em? Chưa trải hết sự đời ti toe ra vậy à? Tôi anh em gì với anh? Tôi chỉ đang yêu cầu bạn gái anh trả lại tiền hàng. Nếu như không lấy thì trả lại đồ cho tôi. Nhưng cô ta không chịu trả cả tiền lẫn hàng. Anh nói xem, như vậy có được không? Kìa em, sao em làm thế? Thế bây giờ anh đánh ai đấy? Anh còn chưa nói xong. Em làm như thế, anh thích lắm. Tôi không muốn nói nhiều. Hai người mau trả lại hàng cho tôi, để tôi hoàn về shop. Xin lỗi nhá, vô ý quá, tao lỡ tay. Anh đừng có dở thói có đồ ra ở đây. Ui. Cái giá phải trả cho việc chọc giận tao đấy. Đáng đời nhá. Hai người làm trò gì vậy? Sao anh người quá đáng thế? Con Danh kìa, mày ở đâu chui ra đây đấy? Anh Hùng, anh có sao không? Anh không sao, sao em lại đến đây? Em đi có việc, ngang qua đây thì thấy cảnh này. Anh kia, anh lấy cái tư cách gì mà đánh anh ấy? Tôi đề nghị anh xin lỗi anh ấy đi. Cô em nói cái gì ạ? Sao mà phải xin lỗi? Anh xô ngã anh ấy, rồi ném hết hàng của anh ấy xuống dưới đất. Anh làm như vậy là làm hư hại đến tài sản của người khác. Bằng chứng đâu? Cô làm chứng cho nó à? Xin lỗi nhá, tôi cũng có bằng chứng. Nó chọc ghẹo sàm sỡ người yêu tôi đấy. Đúng là nồi nào úp vung đấy. Câu này phải dành cho mày với anh ta mới đúng đấy. Bãi phân tao vứt đi, may quá bây giờ có người hốt hộ rồi. Kệ đi em, tranh cái làm gì mấy loại người này, tốn nước bọt. Đi em. Em không nghĩ chị ấy lại có thể đối xử với người đã từng gắn bó lâu với mình như vậy đấy. Tại sao em lại phải bận tâm đến người ngoài, trong khi em mới là vợ sắp cưới của anh? Đúng vậy, em là vợ sắp cưới của anh mà.
thế là lại thêm một phi vụ nữa thành công. Nhưng mà nghĩ lại bực thật đấy. Không ngờ hôm nay ship hàng lại là anh ta cơ chứ. Ship hàng nào chả thế. Mà này, lần sau những đơn giá trị như thế này em bán cao gấp đôi đi. Ủa, thôi, tăng giá cao như thế người ta không mua thì sao? Có gì mà chả mua, cứ bảo hàng chính hãng chính gốc, đứa nào mà chả thích. Mà này, cái sim của em dùng ấy bỏ được rồi đấy. Nhưng mà lần sau đổi địa chỉ ở đâu được nhở? Em sợ thằng trai kia lại ship hàng tới lắm. Mà anh ơi, nhỡ may ai phát hiện ra hai bọn mình lừa đảo thì sao? Em cứ ăn nói tiêu cực thế. Sim thì dùng sim rác, địa chỉ thì linh động. Shipper chẳng có bằng chứng gì tố cáo, ai biết được. Ờ nhờ, anh ấy đúng là thông minh. Chứ cần gì nữa. Bác hàng tiếp, bác hàng tiếp. Được rồi nào. Lại là cô à? Dùng số điện thoại mới, địa chỉ khác để đặt hàng à? Hạn thế cũng biết. Cô thanh toán tiền trước đi, rồi tôi mới đưa hàng cho. Anh chỉ là thằng shipper thôi, tôi là khách cơ mà. Tại sao anh cứ thích thái độ với tôi thế nhỉ? Này, tôi đã đồng ý giao hàng cho cô chưa? Mà cô lại giật lấy như vậy. Chính vì cái thái độ ngứa mắt của anh, cho nên tôi quyết định không trả tiền cho anh nữa. Xin nhá. Này, đây nha, tôi quay lại video để làm bằng chứng. Không xốp lại tưởng tôi lấy lý do để quỳ tiền giống như lần trước. Anh dám quay tôi à hả? Anh Nam! Anh Nam ơi! Anh có tắt ngay cái điện thoại đi không đi bảo. Tao không cho phép mày quay bạn gái tao nhá. Giữa ban ngày ban mặt, mày sàm sỡ con gái nhà lành à? Anh ơi, em đi ra đây nhận hàng, anh ta động chân động tay với em, cứ sàm sỡ em nữa. Em sợ quá, em chống cự, anh ta còn đánh đập, rồi chửi bới em. Đừng có bảo đây em nói đi hôm qua, trả điện thoại đây. Anh thấy chưa, anh ta cứ trợn mắt lên, xong rồi bắt nạt em như thế, làm em sợ chết khiếp đi được ấy. Lần này tao cảnh cáo mày nhá, con dở thói động chạm sờ mó nữa, lần sau tao chọn răng đi đằng răng, lợi đi đằng lợi đấy. Rành còn láo toét, hôm nay tao điện lên tổng đài đuổi việc mày. Hai người nhớ đấy, tôi biết mánh khóe lừa đảo của hai người rồi. Lừa đảo cái gì? Tao chỉ làm những cái gì tao cho là đúng thôi. Còn mày á, hôm nay ở đấy mà chờ đuổi việc đấy. Dạ thưa anh, công việc sắp tới chăm sự em nhờ anh ạ. Tôi cũng chưa nói trước được điều gì đâu, bởi vì chủ tịch mới nhậm chức bây giờ lúc nào cũng như là giả thần giả quỷ ấy. Cứ thi thoảng lại đóng giả làm shipper giao đơn của nhân viên. Dạ anh ấy làm thế để làm gì ạ? Để kiểm tra nhân viên và thăm dò xem phản hồi của khách hàng thế nào ấy mà. Anh cố gắng kiếm cho em một chân vào làm với. Mà anh này, cái cách mà anh chỉ em lừa đảo shipper, lấy hàng ấy không trả tiền rồi bán lại ấy, được ra phết đấy. Tháng này kiếm lại mấy chục triệu. Chả thế thì không à. Nhưng mà nói bé thôi, nhỡ lộ ra đi tù cả lũ đấy. Tôi có điện thoại. Dạ vâng, anh cứ tự nhiên. Này cô em, bây giờ lại đi làm phục vụ à? Bạn trai bị đuổi việc rồi đúng không? Xứng đáng thế còn gì nữa. Mà nó không ở đây bê nước cùng em à? Tôi không có gì để nói với hai người. Ấy, mày làm nhân viên mà mày tưởng mày là bà Hoàng đấy à? Thái độ lồi lõm với khách thế. Chắc là cô có hiểu làm gì rồi. Từ đầu đến cuối, tôi đều đang rất lịch sự với hai người. Chỉ có hai người là đang gây khó dễ cho tôi thôi. Anh, chứ anh còn ngồi đó để cho nó bắt nạt em à? Cho nó bài học nhớ đời đi. Này, có tin anh gọi quản lý ra đây tống cổ cô em không cho làm nữa không? Tôi không làm cái gì sai, nên tôi không sợ. Mời hai người cứ tự nhiên. Mày này, dám chọc giận tao à? Tao cho mày chừa luôn. Tôi chưa gặp ai quá quắt như cô luôn đấy. Bây giờ thì mày gặp rồi đấy. Sao, mày cũng muốn ăn thêm cái bà tai nữa không hả? Đây, cô thử động tay động chân vào vợ sắp cưới của tôi xem. Đây rồi, cuối cùng cũng xuất hiện. Hôm nay mặc bộ quần áo nhìn ngon nghẻ phết đây. Chuyển sang làm đa cấp à? Ghê chưa, ghê chưa. Vợ sắp cưới cơ đấy. Ôi dồi,
Này, thế hai đứa nghèo rớt mùng tơi ra như thế, cưới nhau về, xong rồi đẻ con ra, rủ nhau cả nhà cặp đất ăn à? Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Tôi nghĩ là câu này sắp ứng vào hai người rồi đấy. Mày... Thôi em, tốn nước bọt với hai cái đứa này làm cái gì? Em vào thay đồ đi, ướt hết người rồi kìa. Em không sao mà, chuyện của anh giải quyết xong chưa? Xong hết rồi, nên anh mới tới đây để bắt cả mẻ lưới. Cô mau xin lỗi bạn gái tôi đi. Tao không xin lỗi ấy, làm gì được nhau. Biết điều thì cầm cái họng lại. Cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương, máng mương tương đương với thủy điện á. Mày nhìn mặt tao xem dễ bắt nạt không? Chủ tịch. Ừ. Anh Quang, anh có ai là chủ tịch đấy? Sao chủ tịch lại ở đây ạ? Hả? Anh ta là chủ tịch ạ? Anh Hùng chính là chủ tịch kế nhiệm của tập đoàn ABA đấy. Sao lại có thể như thế được ạ? Nhưng mà khi yêu nhau, tôi chưa bao giờ tôi thấy anh ta kể anh ta là chủ tịch cả. Cô thì biết sao được. Bởi lúc yêu cô, tôi chưa thừa kế tập đoàn. Để trải nghiệm và làm quen với công việc này, tôi đã giấu thân phận, kể cả với cô. Giờ bố tôi cũng đến tuổi nghỉ hưu, nên tôi về thừa kế tập đoàn. Dạo gần đây, các chủ shop phản ánh rất nhiều về vấn đề hàng gửi đi không những bị bùng mà còn mất luôn hàng. Đã thế, các shipper bị đối tượng gọi lên tổng đài báo xấu về dịch vụ. Cho nên tôi đã tự làm shipper rồi nắm bắt tình hình, và cuối cùng thu được kết quả khá tốt. Phải không anh Quang? Chủ tịch nói gì tôi không hiểu. Chuyện này đâu có liên quan gì đến tôi. Tôi không biết gì hết. Có thật là không liên quan đến anh. Thời gian vừa qua, rất nhiều khách hàng đánh giá tập đoàn một sao bị kéo tụt doanh thu, gây ra một khoản lỗ rất nặng. Tôi đã âm thầm điều tra và làm rõ mọi chuyện. Bây giờ chứng cứ đã đầy đủ. Anh có cần tôi trình ra trước mặt anh không? Chủ tịch, việc này không phải do tôi làm đâu ạ. Là do hai người họ. Tôi chỉ là bị hại thôi. Cái gì? Anh dám đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi á? Thế thằng nào? Thằng nào bày kế ăn chặn tiền hàng của công ty rồi xúi tôi đem bán lại với giá cao để chia phần trăm hả? Chính mày, chính chúng mày đã dụ dỗ nịnh nọt tao còn gì. Tôi không còn biết ai là người đầu sỏ. Toàn bộ tiền các người lừa đảo được đều phải hoàn trả không thiếu một xu. Còn về chuyện hầu tòa là lẽ đương nhiên rồi. Các người cứ chuẩn bị tinh thần đi. Anh ơi, anh này tình chúng ta từng yêu nhau. Anh tha cho em một con đường sống được không anh? Giờ cô mới nói được câu đấy à? Quá muộn rồi. Ôi anh Hùng, chết rồi. Em chịu nhiều thiệt thòi rồi. Thiệt thòi mà được anh cưng chiều thì em chỉ muốn thiệt thòi mãi thôi. Đi thôi, anh đưa em đi chọn ngày cưới. Cô dâu của anh lúc nào cũng phải là người xinh đẹp nhất. Tại sao mình lại phải mang quà đến tận nhà giám đốc Nhiên thế ạ? Em đúng là thỏ non. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Ý anh là sao ạ? Cái vị trí giám đốc chi nhánh đang rất nhiều người lăm le. Mình phải mua chuộc giám đốc Nhiên, người thân cận của chủ tịch, nói đỡ cho mình thì mình mới vào được vị trí đấy chứ. Nhờ. Anh đúng là người có nhiều kinh nghiệm quá khác. Anh mà không làm thế, làm sao ngoi được lên vị trí này? Thế nhưng mà anh được lên trước rồi, thế còn em thì sao? Em yên tâm, anh đã bao giờ để em thiệt chưa? Chỉ cần anh lên được vị trí giám đốc thì em sẽ thay thế vị trí của anh hiện tại. Một tay che trời. Anh nhớ đấy nhá, nói lời phải giữ lời đấy. Được rồi, anh hứa, mình đi thôi. Con kia mày mù à? Đi đứng kiểu gì đấy? Rõ ràng là các người đi không nhìn đường cơ mà. Không nhìn đường á? Cái ô tô của tao nó to như thế này, mày định lấy trứng chọi đá à? Không biết đường mà tránh ra à? Còn nằm đấy ăn vạ à? Sao có người ngang ngược thế? Mày bảo ai ngang ngược? Mày có tin tao cho mày một trận không? Dừng lại! Này, rõ ràng là các người đi không nhìn đường, đã đâm vào người ta không hỏi han câu nào thì thôi, nay còn ăn nói kiểu gì đấy? Tuyến, em có làm sao không? Tưởng gì, hóa ra là cái thằng thích lo chuyện bao đồng em ạ. Đã đi xe đạp cả tàng thì chớ,
lại còn thích lo chuyện thiên hạ. Hai người mau xin lỗi cô ấy đi, xong đưa cô ấy đi viện kiểm tra xem có làm sao không. Sao tao phải làm thế? Mày có biết bố mày là ai không? Tôi không cần biết anh là ai cả, nhưng đã làm sai thì phải xin lỗi và chịu trách nhiệm. Đấy là địa bàn của tao, đường này tao thích đi kiểu gì là việc của tao. Mình đi thôi em. Ơ, này, đúng là ngang ngược. Để anh đưa em đi kiểm tra xem thế nào nhé. Thôi, chắc không sao đâu ạ, chỉ bị chật khớp chân một xíu thôi. Em nghe nói chó nhà chị mới đẻ ạ. Em có chút quà, gọi là để động viên hỏi thăm sức khỏe cháu, mong chị chiếu cố nhận giúp ạ. Cậu còn quan tâm đến cả thú cưng của tôi cơ à? Đúng là hiếm có đấy. Nhưng mà món quà này thì tôi nhận, còn cái kia thì cậu mang về đi. Ấy, chị mà không nhận thì chị không coi em là em của chị đâu đấy. Đây là quà cho Pet ạ. Thôi được rồi, vậy thay mặt Pet nhà tôi cảm ơn tấm lòng của cậu. Dạ, chỗ người nhà với nhau, chị cứ nói chuyện thoải mái đi ạ. Em cũng nghe anh Nam kể về chị rất nhiều rồi, thế nhưng mà hôm nay em mới có cơ hội được gặp chị ạ. Vậy à, thế chắc là cậu Nam nói xấu tôi chứ gì. Dạ không phải đâu ạ, anh Nam ở công ty luôn khen chị là một người sống tình cảm, biết quan tâm và giúp đỡ các anh chị em ở dưới chi nhánh. Và đặc biệt là được sự tin tưởng của chủ tịch giao cho giải quyết tất cả mọi vấn đề ở công ty ạ. Thôi được rồi, cô nói nữa làm tôi nổ mũi bây giờ. Hai người tới đây có việc gì, trình bày luôn đi. Chẳng là cái chuyện bổ nhiệm giám đốc chi nhánh mới ở Vĩnh Yên đi ạ. Chị cũng biết em làm việc hết mình và nhiệt tình như thế nào, đúng không ạ? Ừ, cái đó thì tôi biết. Dạ, theo em được biết, chủ tịch mới ở nước ngoài về nên cũng không thể nắm rõ được tập đoàn mình vận hành từ trước đến nay như thế nào. Chỉ có chị là người nắm rõ nhất, có khi chị còn am hiểu hơn cả chủ tịch ấy ạ. Cậu Nam, cậu cẩn thận cái miệng của cậu đấy. À không không, ý em là em chỉ muốn chị nói tốt cho em khi gặp chủ tịch thôi ạ. Em mà được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc đấy, em sẽ hoàn toàn nghe theo sự chỉ đạo của chị, nhất là vào mấy cái dịp lễ Tết, không thiếu dịp nào đâu chị ạ. Tôi là tôi thích cậu rồi đấy, vừa làm việc tốt lại còn biết điều. Thôi được rồi, tôi sẽ nói tốt giúp cậu, cậu cứ yên tâm đi. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Em cảm ơn giám đốc nhiều lắm ạ. Không có gì, hai người uống nước đi. Dạ vâng ạ, em mời chị. Anh yêu của em đúng là giỏi thật đấy, mới chỉ ra có vài đường quyền thôi, thế mà đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Đã làm thì phải thành công chứ. Mà này, gặp chủ tịch xong đi làm tí nhé. Anh ạ, chỉ hay đòi hỏi thôi. Thì anh đã để em thiệt cái gì bao giờ đâu. Đã là người của anh, không bao giờ có thiệt thòi chuyện gì cả. Chỉ cần em lên được cái chức trưởng phòng, lúc đấy sợ gì bố con thằng nào. Anh nói cũng đúng nhỉ, mình đi. Sao xe mình lại nhiều rác thế này? Đứa nào ném rác xe tao? À đây rồi, thằng này, đứng lại. Có phải mày ném rác lên xe tao, trả thù tao vụ lúc sáng đúng không? Này, các người vô lý đó vừa thôi, tại sao lại đạp xe tôi? Vô lý cái đầu mẹ, mày trả lời đi. Mày ném rác lên xe tao đúng không? Xe các người đỗ không đúng vị trí, rồi bị người khác ném rác dằn mặt. Các người phải hỏi rõ ràng chứ, không phải tôi ném. Tao không làm cái gì sai cả, tao không việc gì hỏi bố con thằng nào hết. Mày lau sạch sẽ cho tao, rồi quỳ xuống xin lỗi tao đi. Anh quá đáng rồi đấy, tôi không làm thì tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi nói thật nhá, đây cũng chính là bài học cho thói ngang ngược của các người đấy. Lần sau đỗ xe đúng nơi quy định đi. Thằng này đã nghèo rồi, lại còn không biết điều nữa chứ. Bây giờ sắp đến giờ đi gặp chủ tịch rồi, phải làm sao bây giờ đây? Mày lau sạch xe ngay cho tao. Tôi không lau. À thằng này, để tao cho mày biết thế nào là ngang ngược. Thôi anh, ở đây gần nhà giám đốc Nhiên ấy, nhỡ ai nhìn thấy sao? Cái gì? Giám đốc Nhiên á? Nhỡ mày camera ghi lại, hay là ai nhìn thấy và rách việc đấy. Mình mất bao nhiêu tiền đút lót, bây giờ hỏng việc có phải to hay không? Anh quên cái ghế giám đốc chi nhánh à? Em chú đáo quá. May cho mày đấy, lần sau đừng để tao gặp lại mày. Không tao gặp ở đâu tao đánh ở đấy đấy. Thằng hãm rồi. Thôi đi. Vào đi. Chủ tịch ạ. Hôm nay có nhân viên bảo với em là chủ tịch đi xe đạp đi làm. Lúc đầu em còn không tin cơ. Sao anh về anh không báo với em một câu để em bảo mọi người đón tiếp à? Tôi không cần đâu.
Tôi không thích ồn nào. Đó là lý do tôi hạn chế gặp mọi người đấy. Dạ vâng, chủ tịch nói chí phải ạ. Bên chi nhánh Vĩnh Yên đang thiếu vị trí giám đốc, do giám đốc Đại về hưu đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Em cũng đang định nói với anh đây. Em gửi anh ạ. Đây là danh sách các trưởng phòng ban ở chi nhánh Vĩnh Yên giữ các chức vụ quan trọng ở chi nhánh. Bên giám đốc Đại cũng đã đề xuất trưởng phòng Nam đấy ạ. Em cũng đã gặp trưởng phòng Nam mấy lần rồi. Có vẻ anh ta là một người rất nhanh nhẹn, linh hoạt, đặc biệt là có nhân cách tốt, rất có trách nhiệm trong công việc, rất được lòng nhân viên đấy ạ. Được rồi, tạm thời cứ như vậy đã. Tôi muốn gặp riêng trưởng phòng đấy để nói chuyện, rồi mới đưa ra quyết định được. Chiều nay cô sắp xếp cho tôi gặp cậu ta nhé. Dạ vâng ạ, em xin phép về làm việc. Hai người đợi một lát. Dạ vâng ạ. Chủ tịch, anh đến rồi ạ. Chủ tịch đây ạ? Đúng rồi. Sao lại... Thôi chết rồi. Dạ thưa chủ tịch, đây là cậu Nam, trưởng phòng kinh doanh ở chi nhánh Vĩnh Yên mà em đã nhắc tới đấy ạ. Chào cậu Nam, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngồi đi chứ. Dạ thưa chủ tịch, anh và cậu Nam có quen biết nhau ạ? Chúng tôi đã gặp qua, không chỉ một mà hai lần. Có phải không trưởng phòng Nam? Dạ thưa chủ tịch, chuyện sáng nay chỉ là em vui đùa một chút thôi. Em mong anh đừng giận em ạ. Dạ đúng rồi đấy ạ. Anh Nam vốn anh ấy là người vui tính, cho nên anh chỉ đùa mọi người một chút thôi. Chứ tính của anh ấy kiểu khẩu xà tâm Phật ấy mà. Em là nhân viên cấp dưới của anh ấy, cho nên em hiểu rõ lắm ạ. Vui tính à? Vui tính mà lại đi sai luật, đâm vào người khác, lại còn hống hách bắt nạt người ta khi chưa cần biết đúng hay sai. Bắt tôi dọn rác, bắt tôi quỳ xuống xin lỗi khi tôi không làm gì cả, lại còn dọa đánh tôi nữa. Như thế được gọi là vui tính à? Giám đốc Nhiên, cô giải thích cho tôi nghe. Thưa chủ tịch, có chuyện này thật ạ? Dạ thưa chị, tại sáng nay chủ tịch đi xe đạp nên em tưởng... Ôi giời ơi, cậu đúng thật là... Tâm cậu ta hướng Phật thật không? Làm việc có chắc là sẽ tốt không? Ăn chặn tiền thưởng, phân biệt giữa các nhân viên, ức hiếp, bắt nạt nhân viên cấp dưới. Trong này đã có tất cả rồi đấy. Cậu còn cãi được không? Tự mình xem đi. Sao chủ tịch lại có tập tài liệu này ạ? Thế cậu nghĩ tại sao tôi lại có được? Cậu đừng nghĩ. Một tay cậu có thể che được cả bầu trời. Dạ thưa chủ tịch, em biết là em sai rồi ạ. Em mong anh cho em một cơ hội để em sửa sai ạ. Tôi tin vào một điều. Có những người có thể thay đổi được, nhưng có những người sẽ không bao giờ nhận ra lỗi sai của mình khi chưa bị trừng phạt thích đáng. Cậu sẽ bị giáng chức xuống làm nhân viên và sẽ phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà cậu ăn chặn được. Còn cô Nhiên, cô là cán bộ cấp cao, nhưng chưa kiểm tra kỹ càng sát sao, đã vội vàng nghe xu nịnh, nhận tiền hối lộ để giúp nhân viên cấp dưới. Nể tình cô luôn làm tốt công việc của mình và đã có nhiều năm cống hiến cho tập đoàn, cô sẽ bị cắt tiền lương 3 tháng. Dạ vâng, cảm ơn chủ tịch đã nhẹ tay ạ. Còn cô? Dạ, chủ tịch gọi em ạ. Cô là thư ký, nhưng lại lợi dụng mối quan hệ của mình với trưởng phòng để bắt nạt công nhân, ăn chặn tiền của nhân viên cấp dưới. Từ ngày mai, cô cũng sẽ bị giáng chức xuống làm nhân viên. Nếu mà cô không muốn ấy, thì cô có thể nghỉ việc. Cái đấy tùy cô nhé. Nhưng mà chủ tịch, đây là bài học dành cho hai người đấy. Sau này đừng có coi thường người khác nữa. Tất cả tại anh á, không được cái việc gì hết á. Sao lại ngẩn mặt ra thế? Còn vấn đề gì chưa thông à? Anh xem kỹ rồi, không phải kiểm tra đâu. Nguyễn Đoàn Cảnh. Không lẽ là... Nãy giờ anh nói em có nghe gì không đấy? Em vẫn nghe mà. Chỉ là
Em hơi tò mò chút về chủ tịch của tập đoàn ABA thôi. Anh ta còn trẻ, đặc biệt là chưa vợ. Rất nhiều phụ nữ hứng thú với anh ta, không riêng gì em đâu. Anh nói gì vậy? Em không có ý đó. Đần mặt ra lại còn bảo không có ý, mà mới tin. Chủ tịch Cảnh, thư ký Nhung. Chào anh, xin lỗi, tôi phải giải quyết nốt công việc nên đến hơi muộn, để anh phải chờ lâu rồi. Phương Anh. Cô bị làm sao đấy? Em xin lỗi, em không để ý. Là em à? Không ngờ, đúng là anh thật. Chủ tịch, đây là... À, không, tôi với anh Cảnh là người quen cũ. Mọi người ngồi đi. Dạo này em vẫn khỏe chứ? Em vẫn khỏe. Cảm ơn chủ tịch Cảnh đã quan tâm. Chủ tịch Cảnh, cô ấy là vợ tôi đấy. Vậy à? Thế thì chúc mừng hai người nhé. Chủ tịch Cảnh, chúng ta bắt đầu công việc được chưa? Chủ tịch. À, giám đốc Nam, anh vừa nói gì ấy nhỉ? Chuyện hợp đồng ấy, chẳng phải hôm nay chúng ta đến đây để ký kết à? Vậy à? Xin lỗi nhá, tôi suýt thì quên đấy. Chủ tịch Cảnh, hôm nay có lẽ không hợp để ký kết hợp đồng rồi. Tôi xin phép, tôi về đây. Sao? Em vẫn muốn ngồi lại à? Ờ, tôi xin lỗi ạ. Chủ tịch, thế này là sao ạ? Cô xem thế nào, liên hệ với đại diện bên họ để hẹn hôm khác vậy. Chủ tịch, PJ chỉ là công ty nhỏ, chúng ta nể họ lắm nên mới đến đây. Giám đốc của họ thái độ như vậy, anh cần gì phải hạ mình ạ? Phương Anh là người yêu cũ của tôi, năm xưa chia tay, phần lớn lỗi do tôi. Nên bây giờ tôi muốn bù đắp cho cô ấy phần nào thôi. Có chuyện này ạ? Anh Nam, anh làm sao vậy? Tôi phải hỏi cô mới đúng đấy. Thái độ của cô với thằng chủ tịch kia là như thế nào? Người ta là chủ tịch tập đoàn ABA đấy. Chủ tịch tập đoàn mà dám chim chuột vợ tôi trước mặt tôi à? Anh nói lung tung cái gì vậy? Cô nói đi, cô với thằng khốn nạn này có quan hệ gì? Anh Nam, anh bình tĩnh xem nào. Cô đừng nói mấy cái lời vô nghĩa đấy làm gì. Mau nói nhanh, cô với nó có quan hệ gì? Em với anh Cảnh là người yêu cũ, nhưng mà chuyện đấy qua lâu rồi. Bọn em cũng lâu lắm rồi không liên lạc gì cả. Tôi biết ngay mà, tình cũ không rủ cũng đến, quả là không sai. Anh nói cái gì vậy? Cô cầm mồm, cô nhìn lại thái độ của cô với nó, xem tôi nói đúng hay sai. Em và anh Cảnh đã 5 năm không gặp rồi, phản ứng như vậy rất là bình thường. Sao anh cứ phải làm quá lên? Anh Cảnh, một câu anh Cảnh, hai câu anh Cảnh. Người ta là chủ tịch tập đoàn ABA đấy. Cô gọi như vậy không thấy buồn nôn à? Bây giờ anh đang nóng, em không muốn giải thích nhiều nữa. Lúc nào anh bình tĩnh lại thì mình nói chuyện tiếp. Cô đứng lại. Anh còn muốn gì nữa? Bỏ ngay cái hợp đồng ấy đi, không ký kết gì hết. Anh Nam, anh có biết hợp đồng này quan trọng với công ty mình như nào không? Quan trọng thật, hay cô mượn cớ để nối lại tình xưa hả? Anh bình tĩnh suy nghĩ lại đi. Đứng lại! Cô đứng lại! Chúng ta lại gặp nhau rồi. Chào anh, chủ tịch Cảnh. Sáng nay anh hơi thua lỗ, có gây rắc rối gì cho em không? Không, nhưng mà giờ chúng ta đã khác xưa rồi. Lần sau có gặp mặt, vẫn nên giữ đúng chừng mực thì tốt hơn. Anh hiểu rồi,
Năm xưa anh là người có lỗi với em. Em không giận anh, khiến anh càng áy náy. Anh rất mong làm điều gì đó để bù đắp cho em. Chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi. Bây giờ anh thành công như vậy, em rất mừng. Nhưng mà em khác anh, em có gia đình rồi. Mấy chuyện bù đắp đấy, em nghĩ là không cần đâu. Tốt nhất là chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách anh ạ. Em có việc đi trước đây. Chào anh. Thư ký Nhung, cô hẹn tôi ra đây làm gì? Có phải để trách phạt chuyện hôm trước không? Không phải chuyện đó đâu, anh yên tâm. Tôi hôm đó có hơi vô duyên thật, nhưng cũng vì chuyện bất đắc dĩ. Cô nói lại với chủ tịch Cảnh, xem như tôi xin lỗi. Anh căng thẳng như vậy để làm gì? Chủ tịch Cảnh không hề biết chuyện đó. Hơn nữa, anh ấy vẫn muốn hợp tác với anh đấy. Vì nguyên nhân gì vậy? Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mà dạo gần đây, chủ tịch Cảnh hay nhắc đến vợ anh lắm. Tâm trạng rất là hoài niệm. Chủ tịch của cô quá đáng thật đấy. Chuyện anh ta và vợ tôi đã là quá khứ rồi. Giờ Phương Anh là vợ hợp pháp của tôi cơ mà. Tình cũ không rủ cũng đến. Nhìn biểu hiện của chủ tịch Cảnh và vợ anh thì e là chưa quên được nhau rồi. Đủ rồi. Anh cáu với tôi đấy à? Tôi xin lỗi. Chủ tịch của tôi đã nói rồi. Dự án lần này nhất quyết phải để cho PJ. Anh xem thế nào rồi ký đi. Tại sao vậy? Ngoài kia còn rất nhiều công ty lớn hơn chúng tôi. Tại sao cứ phải là PJ? Anh hiểu điều đó mà. Tôi sẽ không ký đâu. Với hoàn cảnh của công ty anh bây giờ, nếu là tôi sẽ hai tay dâng vợ mình lên cho chủ tịch Cảnh. Như thế có phải tốt không? Cô nói cái gì? Cơ hội thăng tiến không phải ai cũng có. Ngoài kia có cả trăm người muốn dâng vợ lên chủ tịch Cảnh mà anh ấy còn không thèm nhận kia kìa. Tôi xin lỗi. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là cô à? Hóa ra là thư ký Nhung. Tôi xin lỗi nhá. Lúc nãy tôi đi đường chả để ý. Sao thế? Đang suy nghĩ chuyện gì à? Hay là nhớ chủ tịch của chúng tôi? Thư ký Nhung, cô nên ăn nói cẩn thận. Đây là nơi công cộng. Ôi thôi chết, tôi xin lỗi nhá. Tí nữa thì làm lộ bí mật của cô rồi. Tôi và chủ tịch của cô đã là chuyện quá khứ rồi. Giờ tôi cũng lấy chồng. Người bên cạnh tôi bây giờ là anh Nam. Cô không cần phải suy nghĩ nhiều thế đâu. Cô nghĩ được như thế là tốt. Thế nhưng mà tôi chỉ sợ mồm cô nói một đằng, nhưng lòng cô lại nghĩ một nẻo thôi. Đấy là suy nghĩ của cô. Cô đừng đem cái suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác. Cô sai rồi. Bởi vì người có suy nghĩ đấy không phải chỉ có mình tôi đâu. Tạm biệt nhá. Chúc gia đình hạnh phúc. Anh sao vậy? Cô vừa đi đâu về? Em vừa đi gặp đối tác. Đối tác? Cô tưởng tôi không biết cô đi gặp ai à? Anh Nam, dạo này anh bị làm sao thế? Cứ hở ra lại đánh tôi là thế nào? Sao? Muốn kiện tôi bạo hành à? Tôi biết là gần đây chúng ta có nhiều hiểu lầm. Nhưng mà anh cũng phải bình tĩnh, dùng lý trí suy xét lại. Sao anh cứ mất kiểm soát vậy? Được, vậy cô nói tôi nghe. Tại sao chủ tịch tập đoàn ABA cứ đòi ký hợp đồng với chúng ta? Không phải đấy là chuyện tốt sao? Đúng, tốt cho cô quá còn gì nữa. Tôi tiện đường cho cô chim chuột với người yêu cũ. Anh im đi, những lời như thế mà anh cũng nói ra được à? Anh bảo tôi ra anh làm gì đấy? Cô đừng tưởng những việc cô làm mà tôi không biết. Khôn hồn thì từ nay ở nhà cho tôi. Anh bỏ tôi ra tôi đau quá. Anh
Nam. Sao anh ấy trở nên như vậy? Cô còn hỏi à? Tôi trở nên như thế này là tại cô đấy. Tôi làm gì nên tội? Tôi và chủ tịch Cảnh không hề có quan hệ gì cả. Đúng là hôm nay tôi cũng gặp anh ấy, nhưng mà chỉ là tình cờ, hỏi một câu rồi đi ngay mà. Thế là cô thừa nhận rồi đúng không? Anh bị làm sao vậy? Bọn tôi chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Cô còn giả mồm à? Anh đánh tôi nữa xem. Dạo này tâm trạng của anh không tốt. Tôi sẽ về nhà mẹ đẻ ở. Bao giờ anh bình tĩnh lại thì chúng ta nói chuyện sau. Em không được đi. Thả ra. Được rồi, là anh có lỗi. Em bình tĩnh đi. Tôi với anh Cảnh thật sự không như anh nghĩ. Tôi cũng không có ý tứ gì với anh ấy cả. Được rồi, là anh không đúng. Em lại đây ngồi đi. Anh sao vậy? Nếu mà cảm thấy khó chịu thì thôi, mình bỏ hợp đồng đấy đi. Tập đoàn ABA nhất quyết dành hợp đồng đó cho mình. Mình mà từ chối, khác nào đắc tội với họ. Vậy hợp đồng này anh ký đi. Em đi về trước đây. Thật ra thì... Được rồi, chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi. Để tránh gây thêm hiểu lầm, dự án này em sẽ không tham gia vào. Anh kiếm người khác làm cùng nhá. Được, em về trước đi. Chủ tịch, chúng ta vào thôi. Gần đây tôi có điều tra qua, cuộc sống của Phương Anh không được tốt cho lắm. Có lẽ sự xuất hiện của tôi đã gây cho cô ấy không ít phiền toái rồi. Ý anh là sao ạ? Cô vào làm việc với đối tác đi. Dự án này tôi cho cô hoàn toàn phụ trách, tôi sẽ không can dự nữa. Vâng, em sẽ cố gắng hết sức, anh yên tâm ạ. Em xin phép. Thư ký Nhung. Anh Nam, sao anh ngồi đây có một mình thế? Gần đây vợ tôi hơi mệt, nên dự án này tôi sẽ phụ trách một mình. Thế thì tình cờ thật. Chủ tịch bên tôi cũng mệt, nên giao dự án này cho tôi phụ trách. Có chuyện đấy à? Xem ra những người yêu nhau thật lòng thì luôn có những suy nghĩ tương thông với nhau. Cô Nhung, tôi nghĩ cô nên ăn nói chừng mực thôi. Tôi quên mất, tôi xin lỗi nhé. Vợ anh vừa ở đây à? Thế thì lại tình cờ nữa rồi. Chủ tịch của tôi cũng vừa đến cửa, lại rời đi luôn. Xem ra... Cô nói thật không? Phương Anh, sao em lại đứng đây? Em đang đợi anh Nam. Thế còn anh, sao anh lại ra đây? Anh sợ tại hiểu lầm lại gây rắc rối cho em, nên anh ủy quyền cho thư ký của anh đi ký rồi. Thế thì trùng hợp thật. Mà dù sao em cũng cảm ơn anh. Không có gì. Năm xưa lỗi phần lớn là do anh. Nếu như bây giờ anh giúp được em chuyện gì, nhất định anh sẽ giúp nhiệt tình. Cảm ơn anh. Thôi em đi trước đây. Cô đang làm cái trò gì đấy? Em có sao không? Thằng kia, mày bỏ vợ tao ra. Anh làm cái trò gì vậy? Anh làm cái trò gì vậy? Cô lén lút gặp nó sau lưng tôi, bây giờ vẫn còn hỏi làm gì à? Cậu làm cái gì vậy? Em không sao, anh để em yên đi. Rõ cái mặt mày rồi nhá. Mày đừng tưởng mày là chủ tịch ABA mà tùy tiện cướp vợ người khác. Tôi không hề có ý xấu, cậu hiểu nhầm rồi. Này thì già mồm. Anh Nam, anh bị điên à? Mày. Cô còn dám bênh vực nó trước mặt tôi à? Tôi nhịn anh đủ lắm rồi đấy. Từ giờ anh làm gì thì kệ xác anh. Phương Anh, đợi anh. Chủ tịch, anh có sao không ạ? Xem trò vui nãy giờ có vui không? Anh nói gì thế ạ? Không phải tự nhiên mà giám đốc Nam chạy đến đây như vậy chứ. Hình như chủ tịch có gì hiểu lầm rồi ạ. Tôi biết cô có ý tốt với tôi. Tuy nhiên, vì để trút giận cho tôi mà cô hại một gia đình tan nát,
Một công ty rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì tôi nghĩ là cô đi hơi xa rồi đấy. Chủ tịch, chuyện này không như anh nghĩ đâu. Chuyện lần trước cô gặp riêng giám đốc Nam, tôi đã tình cờ thấy rồi. Chủ tịch, em biết lỗi rồi ạ. Cô có năng lực, tôi rất trân trọng. Nhưng nếu đạo đức của cô không tốt thì tôi không thể giữ cô bên cạnh đâu. Từ nay giữ chừng mực nhá. Chủ tịch, em sai rồi, em xin lỗi ạ. Thôi được rồi, cô về đi. Coi như chuyện này chưa xảy ra. Và từ nay, đừng để tôi thấy cô phạm lỗi lầm tương tự nữa. Vâng, em xin phép ạ. Đâu rồi, ra đây nói chuyện. Em đi đâu đấy? Tôi chịu được anh từng ấy năm là đủ rồi. Chúng ta ly dị đi. Em nói gì cơ? Cái bệnh ghen tuồng của anh không phải tôi không biết, nhưng càng ngày nó càng thái quá rồi. Tôi bỏ cuộc. Em xin lỗi Phượng Anh. Buông tôi ra. Nhưng mà lỗi tất cả là ở em cơ mà. Lỗi của tôi? Đúng, tôi rất nhiều lỗi. Nhưng mà lỗi lớn nhất của tôi là giao phó cuộc đời của mình cho anh đấy. Phương Anh, em đứng lại. Được, cô có giỏi cô đi luôn đi. Này con kia, định quỳ tiền tao đây à? Hả? Ấy chết, anh chị thông cảm ạ. Em nào dám quỳ tiền của anh chị ạ? Không dám quỳ tiền. Thế trả tiền đi. Anh chị ơi, anh chị cũng hiểu rõ hoàn cảnh của em rồi đấy ạ. Bây giờ em nợ nần nhiều chỗ quá. Mà anh chị đến đòi tiền em luôn thế này thì em vẫn chưa có tiền để trả cho anh chị ngay được ạ. Hay là anh chị cho em cất một thời gian nữa nhá. Đợi em kiếm đủ tiền rồi, em sẽ trả cho anh chị cả thể ạ. Tao không có thời gian rảnh để mà chờ mày nhá. Mà tao không cần biết là mày nợ những ai, mày nợ những chỗ nào. Thế nhưng mà tiền của tao thì phải trả, nếu không á, tao băm ra đấy. Vâng vâng, em vẫn đang cố gắng để kiếm tiền trả cho anh chị đây ạ. Vải nhà mày thế nào mà sâu đầu lắm đấy? Vải này là vải sạch, không có thuốc, cho nên là thi thoảng có quả bị sâu đầu, chứ không có nhiều đâu anh ạ. Nếu mà anh chị thích ăn thì để em lấy một ít cho anh chị mang về. Khỏi cần, ăn ở đây được rồi, mang về nhà làm cái gì cho nó rác nhà ta. Anh ơi, vậy thì làm phiền anh đứng gọn vào phía bên kia ăn giúp em được không ạ? Chỗ này để em bán hàng cho tiện ạ. Không, tao thích đứng đây được không? Thế hôm nay mày bán được bao nhiêu tiền rồi? Mang túi ra xem nào. Mới sáng ra em chưa bán được nhiều đâu ạ. Mày cứ đưa cái túi mày đây tao xem nào. Nói ngay từ đầu đưa luôn để xong việc không? Nào, toàn tiền lẻ thế này. Tiền to mày cất đâu rồi à? Toàn bộ số tiền của em đều nằm trong đấy hết rồi chị ạ. Tao không tin đâu. Mày giấu đâu gì? Mọi túi quần túi áo tao xem nào. Chị ơi, em nói thật mà chị, toàn bộ số tiền của em đều nằm trong đó hết rồi ạ. Chị ơi, em không dám nói dối chị đâu ạ. Ở đây đông người, chị đừng làm như thế ạ. Ai không thèm nhìn mày mà lo. Này cô kia, cô làm gì người ta thế? Mày là thằng nào đấy? Đây không phải việc của mày. Biến. Họ làm gì em thế? Em không sao đâu ạ. Anh cứ đi đi. Em đừng sợ. Có anh ở đây rồi, bọn họ không dám bắt nạt em đâu. Em cứ nói thật cho anh biết đi. Em không sao thật. Anh cứ đi đi ạ. Mày đã nghe rõ chưa? Cút ngay cho tao. Tôi đến đây mua hoa quả không được à? Chỗ này không bán cho mày. Cút ra chỗ khác mua. Hai người bán hàng hay là cô ấy? Dạ em bán ạ. Cái con này, tao cho mày nói chưa? Đây là chỗ đông người, lại còn giữa ban ngày ban mặt nữa. Các người bắt nạt cô ấy như thế, không sợ bị công an bắt à? Việc đích gì tao phải sợ? Tóm lại mày có biến không? Tôi mua hoa quả xong sẽ đi, các người không có quyền đuổi tôi. Thằng này mày cũng lì quá nhở? Đã thế, tao sẽ cho mày ăn miễn phí quả đấm này luôn. Thằng chó! Sao đấy? Thằng này nó mạnh quá. Thế còn kia, mày dám cho để người khác đánh bọn tao ở chỗ của mày à? Mày cứ nhớ đó nhá. Đi về. Mày nhớ mà tao ạ. Về xoa dầu cho anh. Đau quá. Mày cứ đợi đấy. Mày nhớ tao. Em không sao chứ? Bọn họ có làm gì em không? Tôi đã bảo anh đi rồi mà. Anh lắm chuyện thật đấy. Nhưng anh đang giúp em mà.
tôi không cần anh giúp. Bực thế nhở? Đang yên đang lành anh giúp tôi làm gì không biết nữa. Anh làm sao đấy? Em tên là gì? Anh hỏi làm gì? Cái vết sẹo kia em có từ bao giờ? Tôi không biết. Lớn lên đã thấy có rồi. Mà anh hỏi làm gì đấy? Thế tóm lại là anh có mua hàng không? Nếu không thì đi chỗ khác. Có, anh mua. Nhà tắm ở bên kia, anh qua đó rửa mặt mũi đi. Ừ, anh cảm ơn nha. Anh nhìn gì mà ghê thế? À, không có gì. Anh uống nước đi. Anh cảm ơn nha. Nếu không phải anh giúp tôi đuổi hai người kia đi, với lại mua hết chỗ hoa quả cho tôi thì tôi không cho anh vào nhà đâu. Sao vừa nãy lúc anh giúp em lại tỏ ra bực bội vậy? Lúc đấy tôi sợ lần sau họ đến sẽ làm khó tôi hơn nữa. Nhưng mà thôi không sao, kệ đi. Dù sao tôi cũng quen rồi. Bọn họ là ai? Tại sao bọn họ lại bắt nạt em như vậy? Có nói ra ấy thì anh cũng không giúp được gì đâu. Anh uống nước đi. Thế em sống một mình ở trong căn nhà này à? Phải. Bố mẹ tôi mất hết rồi, tôi chỉ có một mình thôi. Sao? Em có bố mẹ à? Không. Hay nhở? Không có bố mẹ thì làm sao có tôi? Anh không có bố mẹ à? À, ý anh không phải như vậy. Nhưng mà anh... Anh hỏi tôi ở một mình để làm gì? Này, anh có ý đồ gì với tôi đúng không? Không, anh không làm gì em cả. Chẳng qua là anh thấy vết sẹo ở trên tay em giống một người quen của anh, cho nên anh tò mò về em thôi. Vết sẹo giống nhau thì cũng là chuyện bình thường thôi, làm gì mà anh phải sốt sắng lên thế? Tại vì người đó rất quan trọng với anh. Anh đã đi tìm rất lâu, rất lâu rồi, nhưng mà chưa tìm thấy. Chắc không phải là tôi đâu. Mà anh uống nước xong rồi thì đi đi, không có nhỡ người ta nhìn thấy có đàn ông ở trong nhà tôi thì không hay đâu đấy. Ừ, vậy anh đi nhá, hôm sau anh lại đến. Đến làm gì nữa, anh đi luôn đi. Cậu uống nước đi. À chị ơi, em hỏi chị chuyện này được không ạ? Có chuyện gì cậu cứ hỏi đi. Chị có biết bạn Ngọc Anh mà bán hoa quả ở ngoài chợ không ạ? Có chứ. Cái con bé đấy nó ngoan lắm. Thế nhưng mà số nó lại vất vả. Thế chị ngồi kể cho em nghe được không ạ? Thế nhưng mà tại sao cậu lại muốn biết chuyện của nó thế? Cậu thích nó à? Dạ không ạ. Tại cô ấy tốt bụng quá nên tiện thể hỏi về cô ấy thôi ạ. Ừ, cái con bé đấy á đúng là tốt bụng thật. Thế nhưng mà số nó vất vả lắm. Lúc bé thế nào tự nhiên lại đi lạc đến đây, nên là được một gia đình nhận nuôi. Chị nói thật không chị? Có đúng là Ngọc Anh đi lạc đến đây không ạ? Thật chứ, ở đây ai chẳng biết chuyện đấy. Thế nhưng mà số con bé cũng vất vả lắm cơ. Được nhận nuôi bởi gia đình chả ra gì. Bố mẹ nuôi thì chơi bời. Bây giờ chết đi rồi á, để lại cho nó một đống nợ. Ngay cả cái nhà nó đang ở bây giờ đấy cũng bị ngân hàng giữ sổ đỏ rồi. Vài hôm nữa người ta mà đến xiết nợ, có khi lại trở thành người vô gia cư ấy chứ. Thế thì chắc chắn là em gái của mình rồi. Mình phải đi tìm Ngọc Anh thôi. Ê cậu ơi, chưa trả tiền nước cho chị. Dạ, em vội quá em quên mất ạ. Em gửi chị ạ. Tiền thừa chị cứ giữ lại nhá. Cậu này giàu ghê, uống trà đá mà đưa hẳn 100. Ngọc Anh, chắc chắn là em rồi. Em có biết anh tìm em vất vả như thế nào không? Cái anh này, anh bị dở à? Tự nhiên nó lên tha lên thiên cái gì đấy? Anh là anh trai của em đây. Em có nhận ra anh không? Anh trai nào? Tôi làm gì có anh trai mà nhận. Này, anh đừng có mà dở trò với tôi. Em không nhớ gì hết à? Em nhìn lại cái vết sẹo kia đi. Là anh, là anh đã làm em bị như vậy đấy. Em đã khóc hết cả ngày. Em còn nhớ không? Anh bị ma nhập à?
tôi không biết anh là ai hết cả. Anh đừng tưởng là anh mua hàng cho tôi rồi anh thích làm gì thì làm nhá. Tránh ra để tôi còn bán hàng. Anh cái gì mà anh? Anh mà không đi là tôi kêu lên đấy. Anh xin lỗi, lúc nãy anh hơi kích động. Đừng giận anh nhá. Tôi có rảnh đâu mà giận anh. Mà tốt nhất là anh tránh xa ra đi để tôi còn bán hàng. Chủ nợ vẫn còn đang chờ tôi kiếm tiền để trả nợ kia kìa. Thế bây giờ em còn nợ bao nhiêu tiền? Anh hỏi làm gì? Tôi với anh có thân thiết gì đâu mà anh phải quan tâm. Cũng phải. Dù sao thì bây giờ anh và em cũng là người xa lạ. Nhưng mà em yên tâm đi, anh sẽ làm cho em nhận ra anh sớm thôi. Mời vào. Chủ tịch cho gọi em ạ. Ừ. Anh đang có chuyện này muốn nhờ em đây. Có chuyện gì thế ạ? Anh tìm được em gái của anh rồi. Anh tìm thấy cô ấy ở đâu thế ạ? Hôm qua anh đi khảo sát công trình ở dưới quê. Có nhìn thấy một cô gái có vết sẹo trên tay giống như em gái thất lạc của anh. Sau đó anh đi hỏi thăm về cô ấy. Thì người ta nói là cô ấy bị lạc đến đây rồi được người ta nhận nuôi. Sau đó anh so sánh thì trùng khớp đến 90%. Vậy chủ tịch đã nói chuyện này với cô ấy chưa ạ? Anh có nói rồi, nhưng mà cô ấy không tin. Nên là anh muốn nhờ em tiếp cận cô ấy để lấy mẫu xét nghiệm ADN giúp anh. Dạ vâng, chuyện này chủ tịch cứ để em ạ. Cảm ơn em, có gì thì báo sớm cho anh nhé. Dạ vâng, không có gì ạ, chủ tịch không cần khách sáo. Em xin phép đi làm việc luôn ạ. Ừ. Ngọc Anh, sao em ăn uống đạm bạc như thế này? Em ăn như thế thì làm sao có sức để làm việc chứ? Lại là anh à? Sao anh cứ đeo bám tôi như hồn ma thế? Để cho tôi yên đi. À, anh chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi. Thế thì anh đi đi, ở đây làm gì? Tại anh thấy em ăn uống đạm bạc quá nên anh lo cho sức khỏe của em. Ăn thế này là đủ sống rồi, không chết được đâu. Nhưng mà nó không đủ dinh dưỡng cho sức khỏe của em đâu. Có trứng ăn là tốt rồi. Tôi sợ thời gian nữa ấy, không có rau mà ăn đâu. Mà thôi, việc của tôi anh quan tâm làm gì? Tôi đã nói rồi, tôi không phải là em gái của anh đâu. Em chờ anh một chút, anh quay lại ngay. Em uống đi này. Anh mua cho tôi à? Ừ, anh mua cho em đấy. Em uống đi cho khỏe, như thế mới có sức để làm việc chứ, phải không nào? Sao anh lại mua sữa cho tôi? Anh có ý đồ gì đúng không? Không, anh có ý đồ gì đâu. Chẳng qua là anh thấy em ăn uống như vậy không có dinh dưỡng nên anh mua sữa cho em thôi mà. Tôi với anh mới gặp nhau có 1-2 lần mà anh đã đối xử tốt với tôi thế này rồi, chắc chắn là có vấn đề. Anh đã nói rồi mà, em rất giống người em gái thất lạc của anh nên là anh rất quý em. Chờ khi nào có kết quả xét nghiệm em sẽ biết ngay thôi. Xét nghiệm cái gì? À, không có gì. Em uống sữa đi này. Tôi không uống đâu, anh cầm về đi. Em không thích sữa này à? Không phải, chỉ là tôi phải đề phòng anh thôi. Chứ số tôi đã đen lắm rồi, giờ mà bị anh lừa nữa chắc là cuộc đời tôi chấm hết mất. Em yên tâm đi, anh không lừa em đâu. Tốt nhất là anh đi ra chỗ khác đi, để tôi còn bán hàng. Ừ, vậy thì mình nói chuyện sau nhá. Xem đi ạ. Đúng là em gái của anh rồi. Cuối cùng thì anh cũng tìm được em gái của anh. Anh phải đến chỗ em ấy, cho em ấy xem cái này mới được. Cảm ơn em nhiều nhá. Dạ không có gì đâu ạ. Ngọc Anh. Này, anh làm cái gì mà lao vào nhà tôi thế hả? Em xem này,
có kết quả xét nghiệm rồi. Em đúng là em gái của anh đây. Đây. Đây là sao? Đây chính là kết quả xét nghiệm ADN của anh và em đấy. Chúng ta là anh em ruột. Sau bao năm tìm kiếm vất vả, cuối cùng thì anh cũng tìm được em rồi. Này, anh đừng có mà lừa tôi nhá. Biết đâu cái tờ giấy này là giả thì sao? Không, anh không lừa em đâu. Nếu như mà em không tin thì anh đưa em đi xét nghiệm một lần nữa. Thằng kia, hôm nay mày cũng ở đây à? Hai người đến đây làm gì? Tất nhiên là tao đến để đòi nợ nó rồi. Con kia, trả tiền đi. Anh chị ơi, em vẫn chưa có tiền ạ. Hay là anh chị cho em xin khất một thời gian nữa được không ạ? Này, kể ra tao trông mày cũng có tí nhan sắc ấy. Tao bảo, hay là mày đi làm gái đi, lấy tiền trả tiền cho tao, mà có khi mày còn giàu lên được ấy. Tôi cấm cô ăn nói như vậy với em gái của tôi. Em gái của tôi nợ các người bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả đủ. Trả đủ? 100 triệu, có tiền trả không? Được, tôi sẽ trả đủ. Ừ. Tôi cấm các người từ nay không được làm phiền em gái của tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ không để cho các người sống yên ổn đâu. Ok. Sao? Bây giờ em đã tin anh là anh trai của em chưa? Anh... em tin rồi ạ. Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã không nhận ra anh sớm hơn. Không sao, bây giờ vẫn chưa muộn mà. Từ nay anh sẽ chăm sóc cho em, sẽ không để cho em phải chịu khổ nữa đâu. Nhưng mà em còn nợ nhiều lắm, bọn họ sẽ không để cho em yên đâu. Em yên tâm đi, anh có tiền mà. Anh sẽ lo cho em một cuộc sống đầy đủ nhất. Dạ, em mời chủ tịch và cô lên xe ạ. Đây là... Đây là nhân viên của anh. Mình về nhà thôi em. Anh... Thôi được rồi, có anh ở đây rồi. Từ nay anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa đâu.